Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị, một trong những nội dung quan trọng trong hướng dẫn đã nêu đó là thời điểm xem xét phê duyệt quy hoạch cán bộ phải đáp ứng được các tiêu chuẩn như trình độ chuyên môn nghiệp vụ tương ứng với chức danh được bổ nhiệm. Cán bộ được quy hoạch các chức danh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý phải đáp ứng tiêu chuẩn lý luận chính trị. Theo ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Công tác quy hoạch cán bộ được Đảng ta xác định là khâu trọng yếu của công tác cán bộ, là nhiệm vụ thường xuyên nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực uy tín, có triển vọng phát triển để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng luân chuyển bổ nhiệm. Tất cả chức danh đều quy định rõ các điều kiện tiêu chuẩn bổ nhiệm. Khi cán bộ được đề bạt vào một chức danh cụ thể thì phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh theo quy định. Vì vậy với cán bộ được quy hoạch bước tiền đề cho công tác cán bộ, cấp có thẩm quyền có thể xem xét quy duyệt phê duyệt quy hoạch đối với những cán bộ cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn điều kiện của chức danh bổ nhiệm. Trong đó cần gắn trách nhiệm người đứng đầu trong việc lựa chọn cán bộ quy hoạch. Bởi thực tế đã chứng minh nếu người đứng đầu trong sáng, công tâm khách quan thì sẽ dẫn dắt định hướng tập thể theo chiều hướng tốt. Ngược lại, nếu người đứng đầu lồng ghép ý đồ cá nhân không trong sáng thì sẽ chi phối tập thể. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Sĩ Cường, Phó trưởng bộ môn Phân tích chính sách tài chính Học viện Tài chính nhấn mạnh: Để nền kinh tế không nghẽn thì phải tháo nút là quy định của ngành y tế nếu không được tháo nút, tình trạng này sẽ lờ vờ, thông tin trên báo công luận số ra ngày hôm nay. Cho tới thời điểm hiện tại, các địa phương đang có phản ứng trái chiều với đề xuất của Bộ Y tế. Đa phần các địa phương đều dè dặt khi cho phép F1 đi làm trở lại. Trên thực tế, việc quy định F0, F1 không được đi làm, phải cách ly đã khiến rất nhiều doanh nghiệp rơi vào cảnh thiếu hụt lao động trầm trọng. Ông Cường cho rằng, kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với rất nhiều rủi ro, trong đó có rủi ro về các chính sách liên quan tới y tế, nếu vẫn quy định F1 phải cách ly, không được đi làm, sẽ khiến nhiều doanh nghiệp thiếu hụt lao động. Hiện tại, mỗi ngày Việt Nam có hàng chục nghìn ca nhiễm mới, tức là sẽ có hàng triệu F1. Như vậy, nếu nghỉ hết, thì của cải ở đâu mà ra? Chính vì vậy, đề xuất F1 được đi làm kể cả trực tuyến hay trực tiếp để đảm bảo lực lượng lao động. Đồng thời, khi F1 đi làm trở lại, doanh nghiệp phải có trách nhiệm đảm bảo người lao động đeo khẩu trang và thực hiện 5K. Nếu không có được những giải pháp ngay lập tức thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng cũng như kế hoạch phục hồi kinh tế của nước ta trong năm nay. Công nghiệp thức ăn chăn nuôi có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc phát triển chăn nuôi. Tuy nhiên, hiện phần lớn nguyên liệu do ngành sản xuất này cũng như thức ăn chăn nuôi thành phẩm của Việt Nam phải nhập khẩu. Để bảo đảm chất lượng thức ăn chăn nuôi trong bối cảnh giá tăng phi mã, cơ quan chức năng của ngành nông nghiệp đã đang tiếp tục siết chặt công tác quản lý, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật để việc sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi đảm bảo đúng quy định của pháp luật, vấn đề quan trọng nhất là tăng cường các biện pháp quản lý giám sát ngay từ khâu nhập khẩu nguyên liệu sản xuất, nhất là với các chất phụ gia. Đồng thời tăng cường các giải pháp kiểm soát chất cấm, kháng sinh sử dụng trong thức ăn chăn nuôi cũng như việc thực hiện chứng nhận tiêu chuẩn Việt Gáp, quy trình thực hành chăn nuôi tốt, chứng nhận hữu cơ. Cùng với đó kiểm soát chặt chẽ việc ủy quyền của các đơn vị để giám sát chất lượng nguyên nhiên liệu sản xuất cũng như thức ăn chăn nuôi nhập khẩu, kiểm soát chặt chẽ chất lượng và an toàn thực phẩm thức ăn chăn nuôi trên thị trường qua đó xử lý kịp thời những hành vi vi phạm quy định pháp luật trong lĩnh vực này. Đại dịch COVID-19 gây ra những khó khăn thách thức chưa từng có, buộc các doanh nghiệp và người dân phải thay đổi và thích ứng. Trong bối cảnh đó, những doanh nghiệp sớm triển khai chuyển đổi số sẽ có sức chống chịu tốt hơn, sẵn sàng sống chung với dịch, từ đó tận dụng những cơ hội mà nền kinh tế số mang lại để nâng cao năng lực lợi thế cạnh tranh, tăng tốc và phát triển. Chuyển đổi số là quá trình tất yếu của sự phát triển cách mạng công nghiệp lần thứ tư và đã phát huy tác dụng trong bối cảnh dịch COVID-19 do đó trong những năm gần đây chính phủ đặc biệt quan tâm việc chuyển đổi số khi phê duyệt một chương trình chuyên đề về chuyển đổi số quốc gia nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước thời kỳ mới do đó các chuyên gia kinh tế cho rằng doanh nghiệp cần chủ động nắm bắt cơ hội chuyển đổi số thành công để không tụt hậu lệ thuộc nhanh chân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quy trình sản xuất chứ không chỉ áp dụng đối với các hoạt động quản trị logistics marketing bán hàng để hướng đến nền sản xuất thông minh và từng bước tiến tới nền kinh tế số Tuy nhiên sau hơn 2 năm sống chung với dịch Covid-19, thì đây vừa là khó khăn vừa là cú hích quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam nhận ra tính ưu việt của chuyển đổi số, nhằm thoát khỏi quán tính cũ và đặt ra những yêu cầu cấp bách hơn nữa để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Điều này sẽ giúp cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tìm kiếm mô hình hoạt động kinh doanh linh hoạt hơn, hiệu quả tối ưu hơn, để vừa tiết giảm chi phí, vừa tối ưu nguồn lực vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển sau đại dịch. Tâm lý mua đất để đầu cơ chờ tăng giá đang khiến nguồn lực đất đai bị lãng phí, gây hiện tượng sốt đất ảo làm méo mó thị trường bất động sản. Một nghịch lý diễn ra hiện nay là trong khi kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, không ít người giảm thu nhập nhưng giá đất lại tăng chóng mặt, không chỉ ở đô thị mà nhiều vùng nông thôn cũng chứng kiến tình trạng sốt đất. Tâm lý mua đất để đầu cơ chờ tăng giá đang khiến nguồn lực đất đai bị lãng phí, gây hiện tượng sốt đất ảo làm méo mó thị trường bất động sản để tăng tính công khai minh bạch trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan trong đó cần đặc biệt quan tâm khắc phục những lỗ hổng cần chú trọng thẩm định kỹ tiềm năng về tài chính của người tham gia đấu giá định giá khởi điểm sát với thị trường cùng với đó cần quy định chặt chẽ hơn về trình tự thủ tục đấu giá đất thanh toán tiền sau khi đấu giá để tránh trường hợp đưa ra mức giá trên trời rồi bỏ cọc đồng thời cần phát huy hơn nữa vai trò của công cụ thuế đánh thuế cao với những người đầu cơ đất thậm chí đất đai đưa vào sử dụng hạn chế việc phân lô bán nền tràn lan, qua đó giúp thị trường phát triển cân bằng lành mạnh, tạo lập giá trị bền vững. Các chuyên gia kinh tế cho rằng nếu năm 2022 lương tối thiểu vùng tiếp tục không tăng thì đời sống của người lao động sẽ vô cùng khó khăn sau hơn 2 năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thêm vào đó, nếu chờ đến năm 2023 mới điều chỉnh tăng thì việc tính toán mức tăng phù hợp càng khó. Theo kế hoạch dự kiến, việc khảo sát sẽ được tiến hành tại 2.000 doanh nghiệp ở 18 tỉnh thành phố, đại diện cho 8 vùng kinh tế của cả nước, với số lượng doanh nghiệp lớn thị trường lao động phát triển. Các doanh nghiệp được điều tra thuộc nhiều nhóm ngành nghề sản xuất kinh doanh như lông ngâm ngư nghiệp, công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ. Theo các chuyên gia kinh tế, hiện nay lương công nhân không đủ sống đang là một bài toán vô cùng cấp bách, cần sớm được có lời giải nhìn nhận việc tăng lương ông hoàng quang phòng phó chủ tịch liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam cơ quan đại diện người sử dụng lao động cho rằng tăng lương là nguyện vọng chính đáng của người lao động cũng có thể xem đây là giải pháp để khôi phục thị trường lao động thu hút người lao động trở lại thành phố nên cần xem xét do ảnh hưởng của dịch bệnh hai năm qua lương tối thiểu không tăng nên nếu tăng cần phải tính toán bởi quá trình người lao động cũng cần mức lương để đảm bảo mức sống tối thiểu quá trình xây dựng cần thiết phải có sự tham gia của các nhà khoa học trong việc nghiên cứu, đề xuất mức trả phù hợp thực tế về giá cả, nhu cầu môi trường để đảm bảo công nhân đủ sống, tránh câu chuyện tăng lương thì giá lại tăng. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 về cơ bản vẫn giữ ổn định như năm 2021. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc đặt cách cho thí sinh F0 trong năm nay không còn phù hợp khi số lượng F0 trong cộng đồng hiện rất lớn. Trước thực tế đặt ra trong tuyển sinh năm 2022, đặc biệt là những thí sinh diện F0 trong kỳ thi tốt nghiệp trung hòa thông, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, tùy tình hình bộ sẽ có phương án giải quyết thấu đáo cho học sinh. Tuy nhiên với thực tế hiện nay, việc điều trị F0 diễn ra không dài, hoặc trong trường hợp cần thiết thì sẽ tổ chức thành một đơn vị giúp bộ để cân nhắc quy định thêm. Đồng thời du lịch cũng mở cửa và nghị định 128 của chính phủ thích ứng an toàn với dịch bệnh, bộ sẽ có những phương án giải quyết thấu đáo cho học sinh. Bên cạnh đó, các địa phương có kịch bản ứng phó với dịch bệnh trong khi tổ chức kỳ thi. Về cách thức tổ chức kỳ thi, trước hết các địa phương giả soát phân loại các F. Đối với các thí sinh là F0 cũng như các trường hợp ốm đau, nên các em không tham dự kỳ thi và được xét đặt cách theo quy định. Đối với các em, diện F1 sẽ được bố trí điểm thi riêng. Nếu điểm thi cách xa khu cách ly và phải di chuyển bằng ô tô thì các địa phương còn có biện pháp để tránh lây nhiễm chéo. Chủ trương của chính phủ về việc mở cửa để đón khách du lịch từ ngày 15 tháng 3 là rất kịp thời và đúng đắn. Tuy nhiên, chắc chắn muốn thu hút khách du lịch, nhất là khách quốc tế, doanh nghiệp và cả cơ quan quản lý cần phải có một chương trình bài bản tổng thể hơn nữa, chứ không chỉ ngồi ngóng đợi. Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam cho rằng, việc mở cửa hoạt động du lịch quốc tế nội địa từ ngày 15 tháng 3 đồng nghĩa với việc kết thúc giai đoạn thí điểm. Tất cả các điểm đến trên cả nước đều được đón khách một cách an toàn. Trong thời gian tới để đẩy mạnh hoạt động phục vụ du lịch một cách hiệu quả, tổng cục du lịch xác định công tác truyền thông sẽ đi đầu trên cả hai phương diện thông tin truyền thông quảng bá kết nối thị trường qua truyền thông số mạng xã hội kênh bán hàng tiếp thị trực tiếp của các hãng lữ hành hãng hàng không các cơ sở dịch vụ đặc biệt là cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài các hãng truyền thông quốc tế du lịch việt nam đã có chương trình quảng bá du lịch sống trọn vẹn tại việt nam và ngành du lịch sẽ tập trung cao độ cho chương trình này Chương trình tập trung truyền tải thông điệp có ý nghĩa mời bạn bè du khách trên toàn thế giới đến Việt Nam trong điều kiện bình thường mới, đảm bảo an toàn hấp dẫn và có những trải nghiệm thú vị đời sức sống với thiên nhiên, văn hóa Việt Nam. Mục điểm báo của Đài Phát thanh truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.